Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và ngày hôm nay, chào mừng tất cả các bạn đã đến với một chương trình dành cho những bạn fan của Hero Team, những bạn fan cứng mới biết nha. Đó, đây chính là chương trình Bạn Cười Bạn Thua. Thì đến với cái game show Bạn Cười Bạn Thua này là một cái thử thách mà không chỉ thử thách Hero Team mà còn thử thách những bạn fan của Hero Team đó nha. Đó chính là bọn mình sẽ tìm ra những tấm ảnh dìm mà từ trước đến giờ có thể các bạn fan chưa bao giờ thấy của Hero Team. Và video này sẽ là một video bóc phốt bằng ảnh dìm. Đúng rồi, ảnh dìm của Hero Team. Trời ơi sao bạn ác quá vậy? Sao bạn đem hình ảnh của mọi người ra bạn làm trò đùa cho thiên hạ là sao vậy? Trời ơi, hôm nay chúng ta sẽ có kho ảnh dìm của Hero Team. Đúng vậy, trời ơi, hơi bị hấp dẫn luôn nha. Có bạn nào mà muốn gọi là háo hức xem ảnh dìm của Hero Team, hãy bấm vào nút like cái video này đi. Thì mình sẽ làm thêm nhiều những video như thế này nữa để cho các bạn có càng nhiều ảnh dìm của Hero Team nha. Đó. Ok. Thì cách để tính điểm đó chính là nếu như ảnh của ai có nhiều người cười nhất thì người đó sẽ được một điểm nha các bạn nha. Đó. Bởi vậy cho nên là nếu như không muốn đối thủ của mình có điểm thì chúng ta phải nhịn cười, chúng ta không được cười, mọi người hiểu không? Ok. Trời ơi, ok. Okay. Được rồi, vậy thì chắc là phải có hình dìm của Sam là mình sẽ cười nhiều nhất nè. Mình sợ vậy đó. Rồi ok. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video thế nào. Let's go. Let's go. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chọn ra chủ đề đầu tiên nè. Thì có ai ở đây quyết định chọn chủ đề không ạ? Hả? Chọn chủ đề ảnh dìm. Rồi, tôi quá đơn giản. Ê, để Thánh chú Hề nè, Sammy Đào. Sam chọn chủ đề đi. Bây giờ hồi trừ nãy cay sàn sẻ tôi hơi bao nhiêu nên tôi muốn mọi người tìm ảnh bựa nhất của cay đó tới đây. Trời ơi. Oh my god. Tìm ảnh cho ảnh dìm nào xấu nhất của cay hả? Rồi ok được. Đúng rồi, xấu mà xấu banh nóc nhà, xấu mà không nhìn ra mặt luôn. Trời ơi, chết cay rồi. Mình này nói chung là mình cũng ít ảnh dìm thôi chứ không có nhiều lắm nên là mình cũng lo đâu. Thôi được rồi, ok. Bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau tìm ảnh dìm của cay nè. Bọn mình sẽ quay lại trong ít phút nữa nha bạn nha. Tìm thôi. Rồi ok bạn ơi. Và sau một thời gian thì cuối cùng bọn mình cũng đã chuẩn bị xong hình rồi nè. Và bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau coi ảnh dìm của cay Ron nào. Rồi tôi cho cay Ron sẽ đưa hình của cay cho mọi người coi trước nè. Cay là người đầu tiên nè, đưa hình đây đi. Ok. Thực ra là ảnh dìm của mình nhiều lắm nên là mình không có kiếm hết được, nhưng mà hồi nãy trong kho hình mình lướt được thì đối với mình đây là tấm mà mình thấy bựa nhất. Ok. Cái gì vậy? Cái tấm này nó đáng sợ chứ không buồn cười nữa. Trời ơi, cay ơi, cay tại sao cay lại bật như vậy hả cay? Ơi, mọi người, tính ra là ngày xưa là cái đầu của cay nhìn giống trái chuối luôn. Nhìn giống trái bánh. Giống trái bánh. Đặc biệt sao không? Cay không có cổ luôn mọi người, có cái lỏng không à? Ghê quá. Rồi thôi, được rồi, tấm này là tôi cười rồi đó. Còn mọi người sao luôn? Mày làm gì mới? Mày làm gì mới? Cái gì vậy Mui? Vậy cũng được nữa. Thôi được rồi, bây giờ tới lượt Sam nè. Sam nãy Sam hơi bị ghét cay nè. Để coi Sam chọn hình nào của cay. Ghét cay, nhưng cái tấm hình này tôi rất là thích luôn. Tôi nhìn tấm này tôi gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên luôn Phong ơi. Wow. Nó ở đây nè, đây, thích từ cái nhìn đầu tiên luôn. 3, 2, 1, vô. Tấm hình của tôi. Sam nói Phong ơi, để ý tấm bên này nhìn giống con cóc hơn nè. Tấm này nhìn giống con cóc hơn nè. Tấm này đúng không? Tấm này là đang còn nhỏ chưa gì thì tấm này là gì thì tính con cóc, hiểu chưa? Đó, đầy đủ rồi. Quá khứ của mình nó ảo lắm. Rồi bây giờ tới lượt người ta chị Camui này, để cho coi một người chị gọi là dịu hiền như Camui sẽ chọn hình nào đây. Ok, chị Camui làm gì đây? Mấy bé để chị. Ôi trời ơi. Sao mặt cay giống lười vậy? Nhìn trời ơi. Trời ơi. Oh my god. Ê mọi người ơi, tôi đang suy nghĩ á mọi người, là không biết một tí nữa tới lượt tôi á, tôi có nên tắt video luôn không? Tại vì tôi sợ là tôi sẽ là người nạn nhân tiếp theo á mọi người, tôi sợ lắm. Ok.
Rồi bây giờ tới lượt mèo Simmy. Ok. Ok, tôi là gì ta? Người thương cây đón nhất để xem quay của tôi cây. Coi coi, Sim coi Sim có thương cây không nè. Ôi đâu, coi coi hình của Sim là hình gì đây? Ủa? Ủa? Đây là sao dễ thương vậy? Không sao dễ thương vậy? Mới ngủ dậy nhìn mà. Này là cây đơn mới ngủ dậy thôi mà. Cái này thì cũng dìm rồi. Tại vì cái bạn nhìn cái tóc của mình như là cái tê điện vậy đó anh. Ê hồi đó tóc xoăn xoăn nghe. Bây giờ tóc xoăn thật luôn kìa. Hồi đó tóc thôi được rồi bây giờ là hình của Sim thì thế này. Rồi ok bây giờ tới lượt hình của mình. Mình sẽ cho mọi người xem hình của mình. Ok. Đúng nè, mình không có phong nè. Mình không có phong lắm nè Phong ơi. Cái gì đó độc lạ đó đúng không? Hello mấy cưng. Mất cái đầu rồi. Nani. Anh này tôi của tôi chụp và anh này là lúc mà tụi mình sắp diễn ra phải tin đầu tiên hay đầu tiên đó tôi còn nhớ. Đúng rồi, anh này rất rồi. rất là tôi lâu rồi á. Tôi nhìn giống rồi. Nhìn giống con rùa. Số cây giống nhiều con vậy, con ếch, con nhái, con rùa, con lười, con ơi, giống cái gì? Thôi được rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết điểm nha. Thì để xem coi tấm hình đầu tiên của Kairon nè, có bao nhiêu người cười, tôi là một nè. Ông Quang, thử thách cấm cười, sao chúng ta lại cười? Hả? Ừ, tại vì nó buồn cười quá, tại nó buồn cười quá, không dám thử thách luôn ba. Còn mấy bạn fan sao, mấy bạn fan có cười hay không, nhớ comment xuống cho mình biết nha. Đúng rồi, nhớ fan chấm điểm nha. Đúng rồi. Thì bây giờ á, những cái bức tranh này ai cũng cười hết bạn ơi, Hero Team một mình là thua rồi đó. Còn mấy bạn fan thì sao, bạn fan hãy comment xuống bên dưới mình biết là mấy bạn có cười hay không nha. Và bạn chấm cho ai được nhiều điểm nhất thì hãy comment xuống bên dưới luôn nha. Rồi ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung không nhầm cái gì người ta gọi là gì? Chủ đề. À chủ đề, mình sẽ đến với chủ đề tiếp theo. Rồi ok. Anh gì mai đây? Anh gì đây đây? À rồi để tôi coi coi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một chủ đề tôi nói cho. Chủ đề chính là một bức ảnh dìm của bất cứ ai trong Hero Team cũng được mà bạn thấy buồn cười nhất. À. Rồi. Được. Để xem coi ai sẽ là người có ảnh dìm buồn cười nhất đây. À. Má đầu. Rồi chuẩn bị thôi. Rồi ok, mọi người ơi, mọi người đã chuẩn bị xong hình chưa nè? Xong rồi. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nè. Rồi, để mình trước nha, mình trước nha ok. Rồi ok, để mình trước nè. Ông coi nha. Làm gì mà sao không để tôi thành vậy? Oh my god, sao thành gì vậy? Đây là bản hình hả? Đây nói chung là đây là ảnh gì mà em thấy dễ thương nhất của Sam, thấy dễ thương luôn nha. Rồi ok em sẽ đợi nó bao. Trời ơi. Dễ thương chỗ nào không mà? Ok, được cay nè, cay trả thù đi cay. Đây nè, đây. Để mình bạn ơi. Đây bây giờ xin mời quý vị chuẩn bị coi hình chim. Rồi để coi ảnh chim của Kai là ảnh gì đây. Đây. 3 2 1 vô. Kìa. Ủa trời ơi. Cái gì vậy? Bóng tự. Tại sao vậy Kai? Tại sao vậy Kai? Tại sao bạn lại lấy ảnh của mình? Ê tấm này giống cái tại vì mình thấy nó, mình thấy nó buồn cười nhất. No. Trời ơi. Giống con mèo á. Thôi được rồi, ok, mình chấp nhận luôn, nói chung mình cũng thấy tấm này mềm. Rồi ok, rồi tới lượt Simmy à, Simmy đâu rồi? Để coi, để mình coi mình sẽ làm cái gì. Trời ơi, tôi là level đẳng cao rồi, mọi người không có so sánh được tôi đâu. Đâu, xem coi. Nice. Không có mắc cười gì hết trơn. Tôi thấy bình thường nha, tôi không thấy mắc cười nha. Trời ơi. Ủa, đang tìm ảnh gì mà sao lại lấy ảnh dễ thương vậy? Đúng rồi. Cái gì mà xin dễ thương hả? Em thấy hay, em thấy nó mắc cười và ủa rồi. Không, trời ơi cái hình này nó cũng mắc cười nhưng mà nó chưa mắc cười tới nỗi mà phải cười đó. Trời ơi. Ca mui đi, ca mui. Rồi nè. Để xem coi ca mui sẽ chọn hình của ai vậy? Cái này chính đó mọi người nhận ra đây là ai? Ok. Ủa chị? Sao anh tôi không vậy? Là không biết là sao. Ủa mà khoan, tại sao từ nãy giờ ba người là sao tôi vậy? Trời ơi. Sao mọi người dìm tôi không vậy? Trời ơi, dìm lộn xộn mà. Sam nè, bên đây cũng là Sam. Đúng rồi, của Sam. Em làm gì đâu sao mọi người ghét em dữ vậy? Thôi được rồi. Bây giờ tôi thấy tấm này tôi cũng không mắc cười lắm. Còn mấy bạn fan thì sao? Bạn có thấy mắc cười không? Để cho mình chúng mình dưới mình biết nha. Trời ơi, mui với lại Sim chìm hình chán quá à. Thiệt luôn á.
Em chưa cười tại vì em không biết ở đây là tóc thật của Sam nữa này. Đây là tóc của Sam. Đúng rồi, tóc thật của tôi phải không? Môi. Trời ơi, nó mắc cười chỗ nào? Thì chỉ đơn giản là lấy cọng tóc nhét vô cái lỗ rồi có mắc cười đâu. Nhưng mà nhét khó chứ bà ơi, nhét khó mà. Phong ơi, cái kiểu hài của người lớn vậy. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với người cuối cùng là Sammy. Đây, cái tấm này là cái tấm mà tôi thật có nhìn chưa, tôi thấy cười rất cái quần luôn các bạn. Đây, tấm hình. Cười gì mà cười rất cái gì kỳ vậy? Rất tâm lắm luôn, đây bài một nhớ, cười đi mọi người. Cười đi. Cái tòi ông đi dân nắng các bạn ơi, đi quay đảo sinh tồn vậy đừng thùi lui luôn, tội dễ sợ đừng có làm nhìn dễ thương à, ông nhầm nhìn đi ghê thật sự luôn. Ờ mà không chắc bắt chào trắng nữa cái tay không liên quan sao chắc quan trọng là cái biểu cảm nhìn bắt làm việc thôi được rồi. Ok chú bé xin bây giờ mấy bạn chấm hiệp hai này tấm của ai là meme nhất thì chấm điểm bên dưới cho mình biết nha. Mình nghĩ chắc Siro. Ok rồi. Chúng ta sẽ đến với chủ đề tiếp theo. Rồi ok, chủ đề tiếp theo là ai? Ai ra chủ đề đây? Đây. Rồi giờ tôi Phong ra rồi đó. Giờ còn ai? Cay đi. Cay đi. Chủ đề gì Cay ơi? Ok, đến với mình á thì bây giờ là mình sẽ chơi một cái nó khác xíu đi, đó chính là mình sẽ sử dụng tình huống nha. Ok. Và tình huống của mình đó chính là cảm xúc của bạn khi mẹ của bạn nói rằng để mẹ giữ tiền lì xì cho. Được. Mọi người sẽ phải đi kiếm những cái tấm hình dìm nào đó của Heo Team mà nó đúng với cái tình huống này nhất, cái cảm xúc của nó đúng với cái tình huống này nhất. Ok, được rồi. Cảm xúc của bạn như thế nào khi mẹ nói rằng để mẹ giữ tiền lì xì dùm cho? Được, vậy thì hãy cùng nhau xem coi ai meme nhất nè, bắt đầu thôi, let's go. Rồi ok, bây giờ mình đã chuẩn bị hình xong rồi nè, mọi người ơi, bắt đầu nè, ai là người đầu tiên đây? Phòng lần tivi chứ ai? Tôi hả? Để chạy. Để mui đây, để mui à. Rồi, cho mui đó. Ok, bức hình đầu tiên của chị đó chính là... Tên. Cảm xúc của bà khi bị lấy. Cái tấm này là đã được follow shop rồi nha các bạn. Nên là nhìn nó ác quỷ vậy đó. Bị thu tiền lì xì mà xin hóa thành chuột. Ơi ok rồi. Cả mui là mình cười nha. Rồi ok đến lượt Sim. Bây giờ ok để xa okay, Sim đi. Hai. Ok. Cảm xúc của bạn khi bị thu tiền lì xì. Đây cảm xúc của bạn như thế nào đây? Đâu ra tấm này vậy? Sao nhìn mặt buồn vậy Sam? Cũng mắc cười. Sao có cái mặt này sao em không biết ta từ từ em. Không, ok rồi, rồi bây giờ đỡ mất thời gian rồi tới lượt Sam. Rồi lượt Sam á. Ok. Tôi sẽ làm lại sim. Đâu, để coi coi. Cảm xúc của tôi khi bị mất tiền lì xì. Sim kiểu mất cần đời luôn á trời. Ôi chị ơi, mẹ lấy tiền lì xì của con. Tới lượt cay. Rồi lượt cay đó. Đây để mình đây chuẩn bị 3, 2, 1. Ủa là sao? Mình không hiểu gì đâu. Cái biểu cảm nó bình thường quá vậy? Không, nó bình thường nhưng mà cái cả nó khuôn mặt thì vẫn ok. Được rồi, bây giờ tới lượt tôi nè. Đây tới lượt tôi. Tôi cho mọi người coi hình của tôi đây, coi nè. Tôi là bảo đảm mọi người cười luôn. Ok. 3 2 1. Ai vậy? Ủa sao mà gì lạ vậy? Tôi. Ủa ai vậy? Ủa không mà. Tôi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, mình tưởng đâu hình của chú bé nào chứ. Thật ra đây là cái hình mà lúc mà mình ở ngoài Huế á bạn, lúc đó mình bị tăng ký á, mình lúc này là mình rất là béo luôn cho nên nhìn mình thấy ghê thật sự luôn các bạn. Đó, nhưng mà... Bé Cam đang bắt nạt Phong Cần gì bé rồi. Cam đang bóp cổ mình, bé Cam đang bóp cổ mình. Phải chị ơi, trời bé Cam hồn kìa, bé Cam kiểu gọi là sợ Phong Cần. Ông là gì? Tôi không nhận ra. Ủa mọi người không nhận ra mình nữa. Không nhận ra đâu trời ơi, tôi tưởng là chú bé nào không á. Trời
chết tôi rồi các bạn ơi. Vậy là cái lúc này là tôi mập lắm rồi, cho nên mọi người không nhận ra tôi luôn. Nhưng mà may quá không sao, dạo gần đây tôi và Kairon đã tập luyện thể dục thể thao giảm cân. Và trong tương lai tôi sẽ có body 6 múi, các bạn yên tâm nha. Rồi ok, tương lai nha. Rồi sắp mập lại rồi, sắp mập lại rồi. Rồi ok, chúng ta cùng nhau đến với hình tiếp theo nào, let's go. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề tiếp theo nha các bạn nha. Thì chủ đề tiếp theo này để cho Simmy đi. Rồi Simmy đặt chủ đề đi. Hả? Tôi đúng rồi. Ok, cho coi, để tôi suy nghĩ thử coi. Nếu một chủ đề thôi, tôi chọn nè. Biểu cảm của bạn khi gặp được crush. À, này hay nè, cái này hay nè. Biểu cảm của bạn khi gặp được crush. Rồi ok, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau chuẩn bị ảnh thôi nào. À, còn mấy bạn fan á, biểu cảm của bạn khi gặp crush là như thế nào, nhớ bình luận xuống bên dưới luôn nha. Ok, rồi bắt đầu thôi nào, let's go. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cho Sammy là người đầu tiên cho mọi người xem hình nha. Ok rồi Sam, rồi cho mọi người xem hình coi. Đây là cái người mà tôi cực kỳ yêu quý luôn, nên là tôi để cái hình này nha. Ok, để coi hình diện của ai sẽ là người biểu cảm của bạn khi thấy crush đi ngang qua. Ok rồi, nào. Đây là crush đi ngang qua. Nào. Thì tôi sẽ như thế này. Cái gì vậy? Cái gì vậy Sam? Anh Phong Cần rất là trời ơi. Đây là Phong Cần lâu. Ồ mấy bạn à, Phong Cần dây banh mấy bạn. Cái đầu tôi dây banh rồi đó. Trời ơi, tôi là tôi nói mọi người nghe nè, lúc này á là tôi đang bị bà Sam bà nuôi cho tôi mập lên, bạn hiểu không? Trời ơi, cho nên là giờ đừng có sao, ăn cho cô vô rồi bắt nói tôi nuôi là tại sao không? Sammy á, Sammy làm đồ ăn ngon quá, ngày nào Phong cũng ăn cho nên là Phong mới mập như vậy các bạn. Rồi giờ thôi yên tâm đi, bây giờ Phong sẽ cố gắng giảm cân, rồi giờ Phong cũng giảm cân cũng đẹp trai lại rồi, yên tâm nha. Okay. Rồi lớn lớn cái này tôi chứng thực nha, cái này tôi chứng thực. Rồi ông ca Mui cũng thấy mình đẹp trai thấy không? Đó ok rồi Mui, tính lực ảnh của Mui. Ở chị Loan thôi, chị cuối đi, chị cuối vậy rồi, cái được sim á. Ok. Ok, nói chung là mình gặp crush thì mình phải cute tên, mình phải hiểu đúng không? Đúng rồi. Để xem coi hình ai đây. Dễ thương á, đó thì nói chung là dễ thương cute thì đây, ok. Cái gì? Oh my god. Trời ơi, ông Rô, trời ơi, nhìn kìa. Thiệt luôn á, xong rồi. Tôi à, tôi không thấy dễ thương tí nào luôn trời. Mấy bạn ơi, mấy bạn fan thì thấy rất dễ thương tụi mình, tại vì anh em dễ thương mà. Ôi, được rồi. Đây lần đầu tiên mà thấy Rô là. Bây giờ tới lượt mình nha bạn. Ok, bây giờ tới lượt mình nè. Đây, hình của mình. Ủa? Cái gì vậy? Sao như cá vậy? Em sao hình ông với tôi nó tương đương. Ông cũng mặt tròn, tôi cũng mặt tròn vậy. Sao hai mình tròn với nhau vậy? Đây là cái biểu cảm mà khi mà người ta thấy cờ rết đi ngang qua kiểu chào cậu đó. Trời ơi. Dễ thương chỗ nào thế kìa. Trời ơi, như cả gì sai trời. Rồi, sai rồi, cái của mình mới đúng là hai chào cậu. Đâu đâu đâu, để coi coi. Chào cậu. Cái đó là hơi bị ác quỷ à. Ủa. Đó. Đây là ca môi mà. Trời ơi. Trời ơi. Ủa cái này là lúc mà ca môi học lớp mấy à? Lớp 12, lớp 12, cắm trại lớp 12. Ghê ghê ghê. Sao không mà? Kiểu hai mà cay 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 à, cái này tôi công nhận là cay chọn đúng nha mấy bạn, biết sao? Bởi vì trên áo của Camui có chữ ai hình trái tim nữa kìa. Trời ơi. Đúng. Trời ơi hay quá. Rồi ok. Bây giờ tới lượt Camui, để coi Camui sẽ lấy hình nào đây. Rồi vô Mui. Trường của ấy đây nè mấy bé. Mấy bé còn non và xanh lắm. Hình gì Mui tự tin đúng không? Tin gì? Rồi hình gì? Không phải như thế này. Nhập cái đất phải làm sao nè? What is that? Trời ơi. Cái gì ai? Cái này là anh dịch nhện nhện mà. Cái này là gặp cái rớt là ấn tượng nè. Cái này ấn tượng nè. Trời ơi bạn ơi, bạn biết không? Thật ra cái ảnh này á là lúc mà ông dịch ổng đang chui xuống cái gầm bàn để ổng lấy đồ á bạn. Sống đầu á, ổng mới kêu không người cái kiểu này nè bạn. Trời ơi, nhìn thấy ghê thật sự luôn á. Eo. Trời ơi, tôi nói thật, tôi mà gặp ông mà như này là tôi chạy 8 mét luôn, tôi chấm trở về luôn, tôi chạy lên, tôi chạy sách rồi, chạy đi luôn. Ok, thôi thôi thôi. Đang gọi đây là chuồng cuối thôi. Thôi cái kiểu này là, cái kiểu này là, cái kiểu này là crush, là crush né xa luôn á, trong cái chuyện mà gặp đâu trời trời. Ok thôi, bây giờ chúng ta đến với chủ đề tiếp theo nè. Rồi, rồi thì chủ đề lần này thì mình nghĩ rằng là mình sẽ để cho Camui làm nha. Rồi, Mui ơi, Mui nói chủ đề đi. Chùm nè. Với Camui thì chúng ta phải liên quan đến học hành mà không? Sẽ học hành thì sẽ là khi cả lớp đều được điểm 10 nhưng một mình bạn điểm 1.
Một. Trời ơi, biểu cảm của bạn sẽ như thế nào? Bắt đầu thôi, tìm hình nào. Rồi, ok. Và bây giờ để xem coi ai sẽ là người có biểu cảm hài nhất đây. Đầu tiên là tôi nha mọi người. Tôi được không? Yeah. Ok rồi. Để tôi biểu cảm biểu cảm của bạn khi mà cả lớp bạn được điểm 10 nhưng riêng bạn là được điểm 1. Ok, rồi biểu cảm sẽ như thế nào? Đây chính là biểu cảm của bạn khi cả lớp bạn đều được điểm 10 nhưng bạn là điểm 1. Không, nhưng mà mình không, mấy bạn biết sao không? Tại vì mình thấy nó hợp chủ đề, nhưng mà nó cũng dễ thương và nó cũng hơi mím mím, bạn hiểu không? Đó. Nói chung nhìn dễ thương mà. Đó, ok. Bây giờ tấm hình của Simi đúng không? Tôi sẽ đặt tấm hình Kairon cái bên đó, Seaboy nhẹ nhẹ. Rồi, để coi coi. Hình của mình đó. Rồi. Bài 1, đây là biểu cảm của tôi khi được 1 điểm cho trong lớp. Bệnh luôn. Bệnh luôn. Thế cho sầu đời luôn. Thế chứ này còn là điểm hồn với sầu đời. Trời ơi. Trời ơi. Đúng. Đúng cái. Đúng cái. Sầu thiệt. Công nhận là sầu thiệt. Ok rồi. Đấy được ai? Lực xin. Đây là xin nè. Nói chung là tôi lại tự lấy hình tôi luôn. Chứ nói gì. Nào. Để xem. Đúng cái. Đúng cái. Dễ thương. Ừ, dễ thương đó. Ôi, tới lượt vui. Tới lượt vui. Mui sẽ cosplay một bạn học sinh cá tính. Đó. Không biết là Mui sẽ lấy hình của ai ta. Mui ơi. Sao phong vậy? Ủa, liên quan gì? Cái này là biểu cảm của điểm 1 thì sao chứ. Ủa Dũng xe cô lắm nha, Dũng xe cô. Sao mà, ủa chị ơi, chị chụp được cái hình này của em ở chỗ nào mà sao em không nhận ra luôn vậy? Mí mặt em trai à. Nhìn Phong cứ như con khỉ á mà, nhìn giống như con khỉ á. Đây, tới hình của mình nè mọi người. Được rồi. Cái hình này của mình mới chất nè. Đây là biểu cảm của bạn khi mà cả lớp đều điểm 10 nhưng mà bạn được điểm 1. Chứ kiểu ủa là bên điểm 1 hả? Kiểu ủa sao không đây nè cái biểu cảm của Sim sẽ kiểu gì nè mọi người, đây kiểu gì nè. Ủa là sao tự nhiên mình đúng kiểu vậy đó mọi người đó. Trời ơi, rồi ok. Nói chung mấy bạn fan thấy hình của ai đẹp nhất hãy comment xuống bên dưới nha. Chứ riêng mình thấy cái hình Kairon ngồi uống hộp sữa. Nhìn kiểu đúng sầu đời luôn á trời. Một cái sầu đời luôn. Quá sầu. Sâu sắc, sầu đời sâu sắc. Trời ơi, bất hạnh lắm, phòng khỏi lắm. Ok, chúng ta đến với ảnh tiếp theo nào. Chủ đề tiếp theo là gì đây? Nãy giờ ai chơi chủ đề nha? Hết rồi, full rồi đó. Hết rồi cho đợi. Hết rồi hả? Ủa, về từ nãy giờ được 5 chủ đề nữa ta. Ừ, 5 chủ đề cũng chỉ mới được mỗi chủ đề tầm 3 phút, cũng mới được có 15 phút mà. Mình sẽ ra thêm một chủ đề để cho các bạn xem cho đã nha. Thêm một chủ đề nữa được không mọi người? Ok. Không. Ok, được. Được cái, được. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến. Chúng ta đi cùng nhau đến với chủ đề tiếp theo. Và chủ đề này sẽ là chủ đề do mình nghĩ ra. Ok. Rồi, và chủ đề đó sẽ là thi ba của bạn nói rằng: con à, thật ra cha chính là tỷ phú. Đó. Trời ơi, biểu cảm của bạn sẽ như thế nào? Ok, được. Vậy thì bây giờ lựa hình nào. Rồi, ok. Mình đã chuẩn bị hình xong rồi nè. Mọi người xong chưa mọi người ơi? Và bây giờ ai đầu tiên đây? Sao? Ai đầu tiên đây? Sam hả? Ok, Sam nha. Rồi bây giờ cho Sam đầu tiên nè, để coi Sam sẽ chọn hình gì đây. Khi ba của bạn nói với bạn rằng ba chính là tỷ phú. Ờ, ok, thì sẽ như thế nào? Đây chính là biểu cảm của tôi. Ê!
Trời ơi. Đồ cỡ rồi, sắp giàu rồi. Hay 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 rồi rồi. Tới lượt Phong, tới lượt Phong. Hả? Để mình cho, để mình cho, để mình cho. Cay đúng không? Rồi ok, cay đi. Để mình cho, tại vì cái của mình nó cũng gần giống như cái của Sam. Ủa? Cái gì vậy? Giống vậy. Ôi god, trời nhìn mình giống dốc cơ ghê luôn các bạn. Trời ơi trời. Hai dốc cơ đứng cạnh nhau nè. Trời ơi, hai dốc cơ. Ok, tới lượt Sim. Dốc cơ nữa hả? Cũng là một dốc cơ nhưng mà đến từ mẹ Sim. Dốc cơ nào đây? Cái kiểu của Sim kiểu đó, kiểu thế. Rồi ok, đến lượt Mui. Còn cả ca Mui thì thôi, mình cười phúc hậu đi. Mình đừng ác quỷ như vậy được không? Mình đừng cười phúc hậu được à. Là mình phải cười như mà mình cười. Mình cười phúc hậu được rồi. Đúng được. Tự chọn hình của Mui luôn. Đúng rồi. Nè nè mấy bạn nhìn nè, đây là biểu cảm của Camui. Đây là biểu cảm của Camui khi mà ba Camui bảo rằng thật ra ba chính là tỷ phú. Cái này là của Sim nè. Đó, này là của Phong. Đây là của Sam. Trời ơi trời. Ok được rồi. Và đến là hình cuối cùng là hình của mình nha bạn nha. Mấy bạn xem nè. 3, 2, 1. Yo. Đây là đây. Ủa sao hai mắc cười vậy? Sao hai mắc cười vậy? Cười cười đi cười. Hai mắc cười vậy? Hai mắc cười vậy? Hay quá. Nó không mắc cười thôi. Chứ là kiểu nhảy lên vui mừng. Đây thì được nè, đây thì được nè, đây thì được nè. Cái này đúng hơn nha, mới điểm hơn nha. Kiểu vui ơi, quá xa là vui. Ok được rồi bạn ơi, vậy là coi như đây chính là chủ đề tiếp theo, là đây chính là hình dìm của Hello Team. Thì các bạn thấy hình nào đẹp nhất comment xuống bên dưới nên biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, chứ mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả thành viên của Hello Team để đăng ký hội cho mọi người nha anh em nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau kết thúc video tại đây nào. Tạm biệt.